Trong chuyến đi xem phong thủy các tỉnh miền Bắc, đây là ngày thứ tư Khải Toàn trở lại Hà Nội. Hôm qua đã tiếp vài vị gia chủ đặt lịch hẹn trước đó một tuần khi ở Hồ Chí Minh. Một anh gia chủ ở Vinhome Long Biên và anh chị ở Láng Hạ, tất cả đều dễ mến. Các vị gia chủ này trước đó đã xem bát tự mệnh khuyết hoặc là xem phong thủy nhà. Hôm nay, Khải Toàn cùng anh chị gia chủ trẻ tham quan căn hộ tại Vinhome Max City. Anh chị này vô cùng dễ mến. Với phong thủy căn hộ, tầng càng cao nhận khí đất càng ít, chú trọng về hình thể của căn nhà. Cách cục căn nhà này khá hài hòa, cửa không bị đối xung với cửa của hàng xóm. Không ở gần nhà rác hay là phòng kỹ thuật, không nên đối diện thang máy. Diện tích căn hộ vuông vắn, diện tích phòng thông thoáng, khuyết điểm duy nhất là vị trí bếp khá khó bài trí hợp phong thủy. Một bên nhìn thấy bếp từ cửa chính, một bên đối diện ban công. Không gian là phong thủy, tâm lý là phong thủy, sạch sẽ gọn gàng là phong thủy tốt, tâm trạng phấn khởi là phong thủy tốt. Vì thế, thông cảm lẫn nhau và sạch sẽ là phong thủy tốt. Khải Toàn được mời ăn trưa tại quán chay Sahu. Thức ăn ngon, trình bày đẹp. Trong bữa ăn trò chuyện nhiều về thiền và tôn giáo với anh chị gia chủ trẻ. Thời tiết Hà Nội hôm nay tầm 19 độ. Khải Toàn hy vọng sẽ quay lại Hà Nội vào thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.